trên 100 triệu đồng, giá tốt nhất thị trường. Vetu chính hãng, Vetu cảm ứng Iron Flip, chiếc điện thoại cảm ứng nắp gập, dạng thanh cấu hình mạnh đầu tiên của Vetu. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Chủ đề về điện thoại cao cấp, điện thoại Vetu chính hãng. Kỳ Lân đã từng review chiếc điện thoại Vetu Iron Flip cảm ứng đầu tiên của Vetu tại Việt Nam ở Kỳ Lân Luxury, và hôm nay cũng là một chiếc đầu tiên, nhưng đây là một phiên bản khác hoàn toàn, phiên bản carbon phía sau lưng đầu tiên ở Việt Nam tại Kỳ Lân Luxury. Wow, trong cái hộp này cũng có thiết kế bản lề để chúng ta mở hộp ra thì cái điện thoại sẽ được để trong một cái phần thiết kế riêng và trồi lên rất là đẹp và sang. Và để cho bảo vệ chiếc điện thoại này trở nên an toàn hơn và trở nên tinh tế hơn, phong cách hơn trong cách sử dụng, Kỳ Lân đã tiến hành handmade mẫu bao da. Đây là hai phiên bản bao da, phiên bản da B và phiên bản da cá. Nếu như chúng ta sở hữu chiếc điện thoại phiên bản lưng là da gì thì Kỳ Lân thực hiện bằng da đó. Còn ở đây là carbon thì Kỳ Lân chưa thực hiện bao da carbon này, nhưng mà sẽ sử dụng chung với lại da B hoặc là da cá. Và sắp tới Kỳ Lân sẽ có một phiên bản da bằng carbon nữa. Nếu như quý khách đang sở hữu chiếc điện thoại Vetu Iron Flip phiên bản da gì, màu gì, Kỳ Lân sẽ thực hiện handmade chiếc bao da bằng da đó, đúng loại da đó luôn, đúng loại vân da đó luôn và màu sắc đó luôn, để cho sự đồng nhất, để cho sự tinh tế hoàn hảo trong sản phẩm của quý khách. Đối với phiên bản bao da này thì Kỳ Lân đã cảm thấy là đủ để đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu sử dụng của quý khách rồi. Và nếu như quý khách muốn thêm như thế nào đó thì Kỳ Lân sẽ handmade theo yêu cầu. Và cũng có phiên bản Kỳ Lân đang hoàn thiện nữa, là một ngăn là chứa điện thoại như thế này, và một bên nữa là có một cái ngăn, ngăn đó thì mình sẽ dỡ ra như thế này với một cái khoảng mở nhẹ như thế này thôi, góc ở 45 độ để chúng ta để tiền vào và đựng thẻ, những giấy tờ cần thiết. Sau đó chúng ta gặp lại sau khi lái, xếp lại sau khi lái thì cũng rất là gọn, cũng cầm dạng sổ tay, cầm một cái ví cầm tay đơn giản như thế này, đó chính là cái sổ tay ví cầm tay công nghệ, bởi vì chứa tất cả những cái cần thiết nhất của một công dân khi mà chúng ta bước ra đường. Vì điện thoại thông minh là không thể thiếu giấy tờ quan trọng như là căn cước hay là thẻ ATM và đựng tiền, thì tất cả những cái đó luôn luôn cần thiết đối với mỗi chúng ta. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc điện thoại Vetu cảm ứng chính hãng Vetu Iron Flip phiên bản carbon xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam tại Kỳ Lân Luxury đến đây xin được kết thúc. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân, và Kỳ Lân chúc tất cả quý khách nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.